Trước mắt các bạn là loại máy lọc nước RO Sơn Hà, loại vỏ tủ bằng inox, vỏ tủ bằng inox 304 Sơn Hà sản xuất, kiểu dáng mẫu mã độc quyền, không một nhãn hàng nào có thể có được cái kiểu dáng tủ inox như Sơn Hà, kiểu dáng rất là nhỏ gọn. Toàn bộ mặt trước, mặt sau và xung quanh đều là inox 304. Đấy, mặt trên này các bạn này, inox 304 này. Đây là lỗ chờ để chúng ta lắp vòi nước ở đây. Đây mặt thành bên, thông tin mẫu mã sản phẩm, cả mặt trước, mặt sau, mặt bên đều bằng inox 304 sáng bóng. Máy lọc nước của chúng ta có kiểu dáng rất là nhỏ gọn. Lọc của chúng ta có các cấu hình là 7 lõi lọc, 8 lõi lọc và 9 lõi lọc.